Chào các bạn, hôm nay là ngày Tết Nhi Đồng, được tổ chức tại một trường trung học ở thành phố San Jose, tiểu bang California. Mời các bạn xem một buổi sinh hoạt của ngày Tết Trung Thu năm 2019 tại hải ngoại. Các em thiếu nhi đang tập dượt lại lần cuối trước khi lên sân khấu trình diễn. Các bé nhi đồng, mỗi em sẽ được phát một cái bánh trung thu và một chiếc lồng đèn. Để chút nữa đây, khi trời tối, các em sẽ cùng nhau đi rước đèn. Bao nhiêu? Ở tới đây kẹt ha.
cái lồng đèn rồi để cho mình lên nhồi. Một cái nhà nhúng bằng hơi cũng được mang đến đây để các em tụ tập vui chơi. Còn bây giờ,
trời đã bắt đầu tối dần và những chiếc lồng đèn đã trở nên rực rỡ hơn. Thank you.
Còn bây giờ, mọi người và các em nhi đồng cùng rước đèn Trung Thu. Mình xin tạm dừng clip video nói về Tết Trung Thu năm 2019 tại thành phố San Jose thuộc tiểu bang California. Các bạn nhớ bấm like và subscribe để mình có thêm động lực làm tiếp những video mới. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ. Chào các bạn.